tổ chức sự kiện ở dưới Nhật Bản và Việt Nam mà. Ấy chắc là đang dựng rạp ở công viên 23 tháng 9 này. Đang dọn dẹp để chuẩn bị tích cực, đang đóng khung lại cái khu này, hôm sau mà hoàn thành thì chắc là giá bán là phải. Xin chào tất cả mọi người, mình đã quay trở lại với kênh của Hải nhá. Thì hôm nay Hải đã có mặt tại con đường về Trần Công Chúa, và phía bên tay trái của Hải là một mặt của bên Dinh Độc Lập, cũng như là khu vực này thì bán cà phê vào buổi sáng và những ngày cuối tuần khá là nhộn nhịp. Còn phía bên tay phải của Hải là bên công viên, một bên của công viên Tao Đàm. Thì khu vực này thì mọi người có thể thấy là hai bên đường có hàng cây khá là mát và dễ chịu. Tại đây thì hôm nay thì cổng công viên Tao Đàm của Hải mới được sơn lại thì khá là đẹp đấy. Ở hai bên đường thì bên tay phải của Hải là bán chuyên đồ dụng cụ thể thao như áo rồi giày dép rồi dụng cụ tập gym này. Hai bên đường này thì có một cái hàng cây cực kỳ lớn, phải thấy rất là lớn luôn, và đi qua đây thì cực kỳ mát của giờ này. Tiếp theo đấy là mình sẽ tới với ngã tư con đường về Trần Công Chúa giao nhau với con đường Nguyễn Du, và mình cùng đi ra đến chợ Bến Thành nhá. Thời tiết Sài Gòn thì hôm nay cũng khá là nắng mọi người, thấy không? Thời tiết cực kỳ nắng luôn. Nhưng mà nắng như thế này thì mình đi quay thì có thể gửi cho mọi người cùng xem những hình ảnh đẹp về Sài Gòn được. Còn thời tiết mà nó âm u quá thì quay thì sẽ không gửi cho mọi người xem những hình ảnh sắc nét. Được, thì bây giờ mình cùng ra tới tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên luôn nha. Thế như Hải được cập nhật thì biết thì tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên sắp được hoàn thành, và những cái chung cư ở dọc cái tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên có những cái chung cư mà giá lên đến 450 triệu một mét vuông đó mọi người, giá thành khá là cao tại dọc tuyến Metro luôn đó. 450 triệu mét vuông như vậy thì không biết là người Việt mình có tiền để mà mua không nữa. Giá rất là cao luôn. Đây có một chiếc xe rất là đẹp này. Đấy, khu vực này thì ở cửa Bắc của chợ Bến Thành thì buôn bán cũng khá là nhộn nhịp tại đây. Thì tiếp theo đấy là mình ra với con đường Lý Tự Trọng, hay còn gọi là đường Gia Long trước đó. Đấy, khu vực này nhộn nhịp, bên này thì có khách sạn đang làm lại. Đây, cách khoảng cửa Bắc khoảng 50m thì có một cái hội chuyên xe Vespa cũ mọi người, màu cam ấy, để xuống dưới quay mọi người. Chỗ này thì quay thì mọi người không thấy rõ đâu, xuống dưới kia để có thấy được. Đây có hội xe Vespa này cũng giống như hai chuyến chở khách nước ngoài, cũng như là cô chú Việt kiều mình muốn đi tham quan tại Sài Gòn á, thì có thể trải nghiệm thử xe Vespa này nhá. Rất là đông tại phía trước. Cái này thì giống như cái kiểu công ty du lịch đó. Họ tổ chức những cái sự kiện như thế này bắt đầu cho khách nước ngoài họ đi tham quan. Mọi người thấy rất là đông luôn, để đứng để chờ khách này. Rất là nhiệt tình luôn, đội nón cho khách nước ngoài luôn đấy. Thì được cái là Hải thấy là chợ Bến Thành thì lúc nào nó cũng tấp nập và nhộn nhịp hết, từ sáng đến chiều, tối nó còn nhộn nhịp hơn nữa. Bây giờ mình cùng đi hướng về chợ Bến Thành cũng như là con đường Phan Chu Trinh nhé, nhưng bây giờ chở xe qua đường ấy. Hai bên nó chợ Bến Thành thì có chỗ để cho mình để xe này rồi đi lại. Phía bên này thì Hải thấy là bán trái cây nhiều. Đây có một chiếc xe rất là cổ này, chiếc xe mẹt. Chiếc xe mẹt này thì nhìn nó cũng giống như trong ở bên trong của Dinh Độc Lập á, ở dưới hầm cũng có một chiếc xe mẹt như vậy nhưng mà nó đẹp hơn. Hôm nay thì nhìn sơ qua thì lượng người đổi tiền thì giờ này cũng ít, không có đông như mọi lần. Ở bên này là khu phố có Mã Lai, bây giờ mình cùng đi sang cái đường Lê Lai nhé. Đi cái phố này mình cũng đi nhiều rồi.
mấy cái xe Vespa này chạy khói lắm. Đây cửa đang lắp đây, công nhân họ đang lắp đấy mọi người. Đây, từ ngày mà chỗ này được trả lại mặt bằng cũng như là cho xe lưu thông lại thì mọi người thấy không, đang sửa chữa lại rất là nhiều cái cửa hàng tại khu vực này, cùng bỏ bớt đi rất nhiều cái biển cho thuê nhà rồi. Nhìn cái cảnh tượng khách nước ngoài đã sang đường ở Việt Nam rất là cực luôn á. Giờ cái chỗ sang đường nó không có đèn báo hiệu á, nên mình sang rất là khó. Ở bên này là khách sạn New World, một khách sạn khá lớn 5 sao tại khu vực này. Thì bây giờ mình ra với con đường Cách Mạng tháng 8 nhá. Cũng như là con đường ngày trước là tên là Lê Văn Duyệt. Bên này thì có căn chung cư cũng khá là cổ đấy, nhìn qua đường về mấy ngày hôm nay thì ban ngày Hải cũng khá là bận rộn đó. Thì có vẻ đêm thì chạy thủ chạy qua cho mọi người xem một tí đó. Nhưng mà tối ngày mốt Hải hơi bận một xíu nên chắc cũng không ra được clip cho mọi người, nên là tranh thủ quay buổi sáng gửi cho mọi người cùng xem. Bây giờ mình cùng vào con đường Phạm Ngũ Lão, mình đi qua một xíu của phố Tây. Phố Tây thì buổi sáng này chắc cũng không có cái gì nổi bật đâu, mình cũng đi qua ngắm lại những cái tòa nhà cũng như là thiết kế của phố Tây Bùi Viện. Hẹn tất cả mọi người vào cuối tuần thứ bảy hoặc thứ nhật gì đấy thì Hải sẽ ra quay và gửi cho mọi người cùng xem. Ở phía bên này thì là Taka, khu mua sắm ở dưới lòng đất ấy. Cũng rất là nhiều mặt hàng phong phú và đa dạng, cũng như lượng khách nước ngoài họ cũng thích xuống bên dưới nó mua lắm, nhiệt độ dưới nó khá là dễ chịu. Ở đây này, ở đây thì đang tổ chức cái sự kiện này, chuẩn bị tổ chức cái sự kiện ở giữa Nhật Bản và Việt Nam mà ấy, chắc là đang dựng rạp ở công viên 23 tháng 9 này. Cuối tuần này thì chắc là phải ra quay cho mọi người cùng xem rồi. Thì thường thường những cái hội chợ thế này thì họ sẽ không thu vé nha mọi người. Đa phần là người ta quảng bá cũng như là bán những cái mặt hàng hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật chính đó. Đấy, hay những cái gian hàng. Thì mỗi năm, cuối năm vừa rồi thì cũng tổ chức rồi, Hải cũng quay cho mọi người cùng xem rồi đấy. Thì đến bây giờ thì thời tiết Sài Gòn bắt đầu lại âm u trở lại rồi, tối rồi mọi người này. Đây, khu này cũng đang dựng những cái rạp rất là lớn và đẹp ở đây. Trước Tết thì có làm một lần, Hải cũng quay cho mọi người xem. Đúng. Bây giờ mình cùng sang bên đường này. Ở bên này có cái món, có cái quán của Quỳnh cũng khá lớn tại khu vực này. Cũng Hải thấy là bán rất đông khách luôn đó, giá thì cũng không phải rẻ đâu, khoảng 90.000 đầu. Ở khu dọc con đường này thì tối rất là nhiều khách Tây cũng như là có một số em út ở khu vực này đón khách cũng như là vào quán bia tại khu vực này. Đây, những cái quán ban ngày thì họ nghỉ, thì gọi bán về đêm thôi. Đấy, trước mặt mọi người là số 167 Bùi Viện. Khu vực này thì cho
thuê xe luôn này, cho khách nước ngoài thuê xe đấy, có vài con xe để cho thuê và đi du lịch. Thì ở ban ngày thì khu vực này thì nó cũng không có cái điểm gì nó bật cho lắm, mọi người thấy không? Chỉ có bán những quán nước rồi đồ ăn vặt linh tinh thôi. Ở đêm thì khu vực này nó khác hoàn toàn. Đang dọn dẹp để chuẩn bị cho tối ngày hôm nay. Mình chạy suốt đường này, mình chạy thẳng đường này thì mình sẽ ra đến con đường Trần Hưng Đạo, cũng như là ra đến phía trước của chợ Bến Thành luôn. Thì cùng ra đấy quay cập nhật cho mọi người cùng xem nhé. Nó cũng chỉ một đoạn này khoảng 500m thôi, nhưng mà tối là đi cái khu này nếu mà ngày cuối tuần là mình không chen được luôn, đi bộ rất là lâu luôn. Đi xe thì những ngày cuối tuần ở khu vực Đào Bùi Viện này sẽ được cấm xe, không cho xe lưu thông qua, chỉ dành cho người đi bộ thôi. Đây có quán nhà hàng rất là lớn đấy, ở Bốn Mè Bùi Viện. Thì con đường Cách Mạng tháng 8 này thì mọi người thì thấy là lượng xe qua lại rất là đông và nhộn nhịp tại khu vực này. Thì nó giao thông rất là nhiều con đường như quận 4, rồi quận Tân Bình, rồi rất là nhiều quận 3 nữa, quận 1. Cổng đi bộ đi chắc là sẽ có một số đoạn nó sẽ bị rung á, mọi người xem tạm nhá. Hôm nay đi vội quá nên quên không cầm, để gắn nó vào quay cho mọi người xem cho nó được mượt. Đây, từ ngày mà được thông xe khu vực này thì thấy lượng mật độ xe lưu thông khá là đông và nhộn nhịp tại khu vực này. Đây, ở khu vực này thì tối mọi người, nếu mà mọi người xem clip của Hải sẽ thấy là khu vực này tối là rất là đông người tới đây này, cũng như là có hoạt động bán nước rồi bán nước giải khát rồi bán đồ ăn ở đây rất là đông. Đấy, còn cái bên này là cái giếng trời này, công nhân của họ đang làm, zoom cho mọi người xem. Đây, vẫn đang làm trên nóc của giếng trời luôn. Ơi, còn ở bên tòa này thì mọi người thấy công nhân họ vẫn đang còn làm khá tích cực, đang đóng khung lại. Cái khu này hôm sau mà hoàn thành thì chắc là giá bán là phải cao lắm ấy. Ở khu này là khu phức hợp của Vivaland này. Thì đó, Hải cũng xin phép được dừng clip ở đây nhá. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Nếu như mọi người thấy video hay và ý nghĩa, có thể cho Hải xin một like, một đăng ký và ấn chuông thông báo để có thể cập nhật những video mới của kênh. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối ấm áp, hạnh phúc bên gia đình ạ.